Và kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin của Tờ Bóng Đá. Kính thưa quý vị, trong trận đấu vào tối ngày hôm qua, ngày 28 tháng 4 thì chúng ta đã có một thất bại trước một đội bóng đến từ Nhật Bản. Đó chính là câu lạc bộ Yokohama tại đấu trường Manchester Champions League. Những cầu thủ của câu lạc bộ Gia Lai đã thi đấu rất cố gắng rồi, thế nhưng trước một đại diện có thể nói rằng là có một cái đẳng cấp thực sự là vượt trội so với cả câu lạc bộ Gia Lai thì chúng ta đã không thể có được ít nhất là một điểm. Một thất bại với tỷ số 0-2 cũng không phải là vấn đề gì quá lớn dành cho chúng ta cả. Trận đấu vừa qua chúng ta thấy được là những cầu thủ của Gia Lai, đặc biệt là những cầu thủ như là Kim Dong-su hay là Văn Toàn đã thi đấu vô cùng máu lửa. Thậm chí Văn Toàn đã bị chảy máu đầu, thế nhưng cậu ấy vẫn cố gắng bằng đầu và tiếp tục chiến đấu đến hết cả trận. Và đặc biệt đó chính là một trung vệ của câu lạc bộ Gia Lai, Kim Dong-su, một cầu thủ có lẽ rằng là một trong những ngoại binh mà chất lượng nhất của câu lạc bộ Gia Lai từ trước đến nay. Thi đấu vô cùng máu lửa, sẵn sàng va chạm và mang đến một cái nguồn sức mạnh lớn bên cạnh những cầu thủ của Gia Lai. Có vẻ như nhiều người hay nói rằng là có một phong cách đá rất nghệ sĩ và giống như nhà thơ vậy. Và đặc biệt đó là Lương Xuân Trường, một cầu thủ có những đường truyền rất hay, truyền dài tuyệt vời. Thế nhưng trận đấu vừa qua trong một ngày sinh nhật thì có vẻ như là Xuân Trường cũng chưa có được cái một niềm vui trọn vẹn dành cho mình. Đương nhiên là trước đối đầu với một đối thủ mạnh như vậy thì chúng ta thất bại thì cũng là chuyện bình thường thôi. Thì một trận đấu mà câu lạc bộ Gia Lai cũng không có nhiều cơ hội để mà tấn công, bằng chứng là những cú sút dứt điểm của những Văn Toàn, của những Công Phượng và bên phía của câu lạc bộ Gia Lai đã không nhiều và thực sự là không có gì gây ra quá nhiều những sự nguy hiểm lên khung thành của câu lạc bộ Yokohama cả. Thì phải nói rằng thực sự là phải thi đấu với một độ cứ 3 ngày trên một trận và cứ 5 trận liên tiếp như vậy trong quãng thời gian chỉ có khoảng hơn 10 ngày thôi thì đó là một điều quá khó khăn dành cho bất cứ một cầu thủ nào. Và thứ hai nữa, cũng giống như huấn luyện viên Ketasak có chia sẻ thì đội Á quân của J-League họ có tới tận 2 đến 3 đội hình. Và xin khẳng định một điều rằng là kể cả là đội hình 2 hay là đội hình 3 của họ thì cũng ăn đứt cầu thủ của chúng ta rồi. Chắc chắn là như vậy. Bởi để được thi đấu trong một đội hình của một đội Á quân tại J-League như này thì những cầu thủ của họ đó không hề đơn giản một chút nào. Rất khó khăn. Chúng ta hãy nhìn xem những Đặng Văn Lâm của chúng ta hay một số cầu thủ chúng ta thi đấu tại nước ngoài, chỉ là những đội bóng ở phía dưới thôi thì có được cơ hội để mà ra sân thì cũng đã là điều kinh khủng rồi, chứ không phải là đơn giản. Vì vậy mà hãy khẳng định một điều là đội hình của họ, đội hình 2, đội hình 3, họ ăn đứt chúng ta, và như vậy là họ hoàn toàn có thể xoay tua. Vì vậy họ đảm bảo được cái vấn đề về mặt thể lực tốt, giống như gì mà huấn luyện viên Ketasak có chia sẻ thì những cầu thủ của Gia Lai rõ ràng là những vị trí dự bị dành cho những cầu thủ đá chính thực sự là có sự chênh lệch lớn. Và chính điều đó khiến cho những cầu thủ mặc dù cũng chỉ mới vào sân thôi, thế nhưng họ cũng không thể đua thể lực so với những cầu thủ bên phía của đội bạn được. Điều đó cho thấy một cái vấn đề rất lớn của không chỉ là câu lạc bộ Gia Lai mà đương nhiên là của bóng đá Việt Nam của chúng ta nữa dưới thời của Parson. Và vừa qua thì nghe những lời gan ruột từ chính huấn luyện viên Ketasak sau thất bại vừa qua của câu lạc bộ Gia Lai thì chúng ta mới thấy được cái lỗi oan của chính huấn luyện viên Parson. Sau trận thua trước câu lạc bộ Yokohama tại lượt về của vòng bảng UEFA Champions League vào chiều ngày hôm qua ngày 28 tháng 4, huấn luyện viên Ketasak đã thẳng thắn thừa nhận về những khó khăn và vấn đề về mặt lực lượng của những cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai khi mà có chia sẻ rằng theo tinh thần của Bồ Đức, ông ấy muốn xây dựng một thế hệ kế thừa. Ví dụ ngày hôm nay Xuân Trường và Công Phượng thấm mệt, đây là thời điểm để tôi thay đổi vài vị trí, đó là cơ hội để họ học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Chúng tôi không phải lúc nào cũng cho những cầu thủ trẻ đá chính được, bởi chúng tôi muốn giành những kết quả tốt. Và với phát biểu vừa qua của huấn luyện viên Ketasak thì chắc chắn là có những lý do mà cho thấy được là những khó khăn rất lớn của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai trong mùa giải năm nay, đó là cái vấn đề về mặt chiều sâu của lực lượng. Câu lạc bộ Hoàng Gia Lai từng được coi là một cái nôi sản sinh ra rất nhiều những tài năng trẻ, trẻ chưa già thì măng đã mọc rồi. Thậm chí Bầu Đức còn tuyên bố rằng những khóa 3, khóa 4 của Pleiku thậm chí còn hay hơn cả khóa 1 của những Công Phượng, Xuân Trường. Thế nhưng thực tế những cầu thủ trẻ khóa sau hiện nay thì cũng chưa đóng góp được nhiều dành cho đội bóng phố núi, chứ chưa nói là đóng góp cho bóng đá Việt Nam, cho đội tuyển quốc gia. Suốt những trận đấu vừa qua thì chúng ta đều thấy là huấn luyện viên Ketasak thường thường đều sử dụng những bộ khung gồm rất nhiều những trụ cột ở trên đội tuyển quốc gia, cộng thêm đó nữa là những ngoại binh đã phải liên tục cày ải với một mật độ rất dày, và điều này khiến cho bộ khung của Hoàng Anh Gia Lai bị bào mòn về mặt thể lực và họ hoàn toàn đã phải bất lực trước một đội bóng Nhật Bản quá mạnh, thực sự vượt trội với chúng ta và đá với tần suất rất dày như thế này. Thế nhưng thực tế là huấn luyện viên Ketasak cũng chỉ dùng những cầu thủ trẻ một cách rất hạn chế thôi. Và như trận chiều hôm qua ngày 28 tháng 4 thì
thì ông cũng chỉ tung những cầu thủ trẻ vào sân khi mà gần như là chúng ta đã biết chắc là trận đấu đã như thế nào rồi. Chúng ta sẽ không thể gượng dậy được khi mà đã có hai bàn thua. Những cầu thủ dự bị của câu lạc bộ Hoàng Sa Lai với những màn trình diễn vừa qua, chúng ta thấy rõ ràng là có những khoảng cách rất lớn so với cả đội hình chính. Từ trình độ, từ kinh nghiệm của họ thực tế là chưa thể đá ở được một môi trường khốc liệt như là Champions League. Thậm chí là tới V-League vừa qua thì những cầu thủ trẻ đường vào sân cũng không phải là nhiều. Những cầu thủ mới đa phần đều cũng có những hạn chế về mặt thể hình, về kỹ chiến thuật, rồi đương nhiên nữa là kinh nghiệm thi đấu thiếu rất nhiều. Đơn cử như trường hợp của Nguyễn Thanh Nhân, cầu thủ được chính huấn luyện viên Ke sắp tung vào sân ở trong hiệp 2 thay thế cho Ngọc Phượng. Sau khi vào sân thì sự thể hiện của Thanh Nhân còn mờ nhạt và gần như cũng không thể hiện được một dấu ấn nào đáng kể cả. Và sau đó thì anh cũng được chấm điểm gần như thấp nhất của trận đấu vừa qua với 6,2 điểm. Tương tự là trường hợp của hậu vệ cánh Lê Văn Sơn, sau khi được vào sân thay cho Hồng Duy ở đầu hiệp 2 thì Văn Sơn vẫn cho thấy cái sự hạn chế về năng lực chuyên môn, cũng như chỉ được chấm điểm khá khiêm tốn là 6,5 điểm mà thôi. Cầu thủ trẻ Võ Đình Lâm cũng không có quá nhiều sự khác biệt khi mà vào sân thay người cho người đàn anh của mình, đó là Lương Xuân Trường. Và trước một câu lạc bộ Yokohama vượt trội về mặt thể hình, về mặt thể lực và sức mạnh thì dấu ấn của những cầu thủ như Đình Lâm cũng là tương đối mờ nhạt. Và những cầu thủ này nhìn chung thì cũng đã không đóng góp được nhiều sau trận thua vừa qua và cái lối chơi của câu lạc bộ Hoàng Sa Lai. Đương nhiên thì đó cũng chỉ là những phân tích của chúng ta thôi. Nhưng chúng ta cũng có nhiều người có thể nói rằng là nếu cũng cho những cầu thủ trẻ vào sân thì làm sao mà họ có cơ hội để phát triển được. Đương nhiên điều đó là chính xác, không ai có thể phủ nhận điều đó cả. Thế nhưng chúng ta đang nói về câu chuyện là để muốn có được những chiến thắng, để có được những thành công ở những trận đấu hiện tại thì chúng ta đương nhiên sẽ phải dựa vào rất nhiều những cầu thủ trụ cột. Và trước đây Uri Passer thì cũng đã có rất nhiều lần có những sự thử nghiệm và thực sự là thầy đã rất dũng cảm khi mà đưa một cầu thủ trẻ Thanh Bình vào sân trong trận đấu gặp đội tuyển Trung Quốc ở vòng loại thứ 3 ở trận đấu lượt đi, thì cầu thủ này đã mắc sai lầm. Thế ngay sau đó thì chính Thanh Bình cũng đã là cầu thủ giúp cho bóng đá Việt Nam chúng ta đã có được một bàn thắng gỡ hòa vào lưới của đội tuyển Trung Quốc. Và đây là một cái phát kiến sự tuyệt vời của Uri Passer khi đã sẵn sàng trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ. Thế nhưng quay trở lại một chút rằng là trong quá thời gian vừa qua, khi mà thầy Park cũng không có quá nhiều những sự lựa chọn dành cho những cầu thủ trẻ của mình, thì liệu rằng có phải là thầy Park đã quá bảo thủ hay không? Tại vòng loại World Cup thì thầy Park cũng đã từng bị rất nhiều các chuyên gia và không ít các cổ động viên chỉ trích rằng là thầy Park quá bảo thủ, xuất phát từ những quyết định sử dụng nhân sự khi mà đội tuyển Việt Nam chúng ta đối đầu với các đối thủ mạnh hơn rất nhiều và nhận những kết cục đó là thất bại. Và lưu ý kiến chỉ trích thầy Park xuất hiện sau khi mà thầy Park chủ yếu sử dụng bộ khung tương đối là cố định mà thầy đã lựa chọn từ trước đó và cũng không trao quá nhiều cơ hội dành cho những cầu thủ trẻ. Và sau mỗi một trận thua thì thầy Park lại nhận rất nhiều những sự chỉ trích, nào là nói về sự thay người, cách dùng người, rồi là không trao cơ hội cho những nhân tố mới, rất rất nhiều những cái chỉ trích vừa qua dành cho chính Uri Passer, một người mà đã mang về quá nhiều thành công dành cho bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên thì sau khi chứng kiến trận đấu vừa qua của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup và bây giờ là đến câu lạc bộ Hoàng Sa Lai thi đấu tại Champions League ở mùa này, chúng ta mới thấy rằng là chính cả Ruud Gerteszak và Uri Passer cũng đang rơi vào những hoàn cảnh tương tự là giống nhau. Bởi thực chất họ không hề có cái bảo thủ giống như chỉ trích của nhiều người. Câu lạc bộ Hoàng Sa Lai từng được một số người coi rằng là đội tuyển Việt Nam thu nhỏ khi mà thi đấu ở các giải châu Á. Đương nhiên rồi, bởi Hoàng Sa Lai có rất nhiều cầu thủ đang thi đấu trên đội tuyển quốc gia. Thế nhưng với một chiều sâu đội hình còn hạn chế thì họ không thể gây được bất ngờ trước các đối thủ mạnh hơn được. Và khi các trụ cột đá chính bị bào mòn về mặt thể lực thì đội tuyển Việt Nam cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự như thế ở rất nhiều các trận đấu của vòng loại World Cup. Còn nhớ rằng là ở vòng loại World Cup thì thầy Park như được biết, như tôi đã nói, Thanh Bình vào sân thay cho Tiến Dũng và sau đó chính cầu thủ này mắc sai lầm. Thầy Park đã bị chỉ trích rất nhiều và Thanh Bình cũng bị chỉ trích rất nhiều. Và thầy Park sau đó cũng phải đứng ra nhận trách nhiệm rằng là cầu thủ không có lỗi, mà lỗi là do thầy đã đưa những cầu thủ trẻ vào sân. Thế nhưng thầy cũng khẳng định một điều rằng là chính cái điều đó sẽ khiến cho những cầu thủ sẽ có được cái cơ hội và phát triển bản thân của mình. Và quả thực thì sau đó thì Thanh Bình cũng đã thi đấu tuyệt hay và ngày một tự tin hơn. Mà hiện nay thì cũng là một trong những trụ cột của đội tuyển U23 Việt Nam để chuẩn bị chúng ta tham dự SEA Games cũng như là cho đội tuyển quốc gia của chúng ta sau những giải đấu sau nữa. Và giữa Uri Passer và huấn luyện viên Ke cũng luôn luôn có những sự tương đồng nhất định trong cái cách dùng người của mình, bởi họ thực tế là họ cũng lực bất tòng tâm thôi khi mà phải tham dự những đấu trường có thể nói rằng khốc liệt hàng đầu tại châu Á mà thực sự là quá sức so với những cầu thủ của chúng ta. Mà suy cho cùng thì chắc chắn rồi,
có một chúng ta mới có thể gột lên hồ. Và chắc chắn thầy Park tôi nghĩ rằng đã quá oan uổng sau khi mà đã phải chịu quá nhiều những cái búa rìu dư luận vừa qua, dù trước đó thầy đã mang đến những thành công mà bất cứ ai cũng phải thừa nhận. Thế nhưng có một thông tin cũng khá đặc biệt và cũng là một an ủi lớn dành cho bóng đá Việt Nam cũng như câu lạc bộ Gia Lai, đó là thứ hạng của chúng ta đã không bị thay đổi. Đối mặt trước một đội bóng là Yokohama được đánh giá cao hơn rất nhiều thì chúng ta đã có một trận thua. Thất bại là điều rất khó tránh khỏi với câu lạc bộ Gia Lai. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn không bị tụt hạng ở vị trí cuối của bảng H, bởi trận đấu còn lại thì câu lạc bộ Shipley FC họ cũng nhận thất bại với tỷ số 2-3 trước Jumbo Hinamoto. Cả câu lạc bộ Gia Lai và Shipley FC đều bằng điểm. Tuy nhiên đội bóng Phú Núi vẫn hơn đội bóng Australia hiệu số bàn thắng khi mà chúng ta âm 4, còn đối thủ đó là âm 5. Và nhìn những gì mà câu lạc bộ Shipley FC thể hiện, có thể đánh giá được sức mạnh của đội bóng này cũng không phải là quá đáng ngại. Vì vậy chúng ta hoàn toàn nếu may mắn sẽ có được một chiến thắng ở trong trận đấu lượt về. Ở trong đấu cuối cùng của bảng này thì câu lạc bộ Gia Lai sẽ đối mặt với họ, và đây chắc chắn là một cơ hội không thể tốt hơn để giúp cho đội bóng Phú Núi có thể giành được chiến thắng đầu tay tại AFC Champions League ở năm nay. Và nếu thắng trận thì Hoàng Gia Lai sẽ giúp cho bóng đá Việt Nam chúng ta tiếp tục được cộng thêm những điểm số quý báu ở trên bảng xếp hạng để cạnh tranh ở cấp câu lạc bộ châu Á. Và hiện nay thì bóng đá Trung Quốc vẫn đang hít khói Việt Nam. Ở đợt đấu thứ 5 thì chúng ta không thể có được chiến thắng, cho nên không có một trận hòa thì chúng ta không có được điểm số nào cả. Dẫu vậy thì bóng đá Việt Nam chúng ta vẫn xếp trên Trung Quốc, bởi ở lượt trận thứ 5 thì Trung Quốc còn nhận được thất bại cay đắng hơn chúng ta rất nhiều khi mà những đội bóng của họ nhận những trận thua 0-4 rồi là 0-2. Và AFC Champions League hiện nay thực sự là một ác mộng dành cho bóng đá Trung Quốc, bởi họ mang đến những cầu thủ trẻ, bởi thực tế là có người đồng hồ đá cũng có người. Giải đấu của họ hiện nay tăng tác rồi, cũng chả là đội nào họ muốn đi cả. Và thực tế là hiện nay chúng ta hoàn toàn sẽ có những cơ sở vượt mặt và cho đội tuyển Trung Quốc, cho bóng đá Trung Quốc còn hít khói chúng ta còn xa. Bởi lý do đó là bởi câu lạc bộ Viettel tiếp tục sẽ thi đấu tại AFC Cup 2022. Và đương nhiên ở đấu trường này thì các đối thủ của câu lạc bộ Viettel sẽ còn dễ thở hơn rất nhiều ở đấu trường AFC Champions League. Vì vậy chúng ta hoàn toàn hy vọng là Viettel sẽ tiến sâu và tiếp tục sẽ mang về những điểm số nữa dành cho bóng đá nước nhà. Vâng, tới đây thì bản tin của tuyển bóng đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo của tuyển bóng đá. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành, luôn theo dõi và đã luôn ủng hộ cho tuyển bóng đá trong suốt thời gian vừa qua. Xin cảm ơn rất nhiều.